Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu ngày 23 tháng 6 năm 2024 của Đài Truyền hình. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, đại diện Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã trao tặng khoản tiền do chị em thành viên của diễn đàn từ 14 quốc gia châu Âu quyên góp ủng hộ bà con tiểu thương bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan. Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu Trịnh Thị Mùi cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, với tình nghĩa đồng bào luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chị em thành viên diễn đàn từ 14 nước châu Âu đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặc dù số tiền quyên góp được không lớn, nhưng đây là tấm lòng của chị em với mong muốn phần nào chia sẻ với bà con gặp nạn và mong rằng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và khơi dựng lại công việc kinh doanh. Thay mặt cộng đồng đón nhận khoản tiền hỗ trợ của các thành viên diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, đã rất cảm động trước tấm lòng của chị em người Việt toàn châu Âu đã dành cho bà con ta bị ảnh hưởng bởi vụ cháy ở trung tâm thương mại 44 Mariupolska tại thủ đô Warsaw của Ba Lan và cam kết hội sẽ chuyển tình cảm và số tiền ủng hộ của diễn đàn đến tận tay những gia đình cần sự hỗ trợ. Nhân dịp này, hội đã trao số tiền 7.100 euro cho Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu quyên góp ủng hộ đồng bào tại Ba Lan. Nhân dịp này, hội đã trao số tiền 7.100 euro do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu quyên góp ủng hộ đồng bào tại Ba Lan. Mới đây, Hội chợ du lịch quốc tế Hồng Kông Trung Quốc lần thứ 38 với chủ đề Khám phá lại thế giới đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Lần đầu tiên sau thời kỳ dịch COVID-19, năm nay có thêm các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực du lịch khách sạn tham gia hội chợ này cùng với Vietnam Airlines là đơn vị tham gia thường niên. Các doanh nghiệp như Vietnam Airlines, công ty du lịch Hoàng Trà, La Vera Resort Phú Quốc và khách sạn Caravella Sài Gòn đã cùng quảng bá những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp gồm nhiều điểm đến hàng đầu như Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An cũng như các thiên đường ẩm thực của Việt Nam tới du khách và đại diện trong ngành. Và chủ đề năm nay của hội chợ du lịch IT của Hồng Kông là khám phá lại thế giới, tức là đây là chủ trương của chính quyền Hồng Kông nhằm phát động khách du lịch người Hồng Kông đi nước ngoài. Theo số liệu du lịch của Tổng du lịch Hồng Kông thì là trước dịch đại dịch, dân số Hồng Kông chỉ có 7,5 triệu người, nhưng mà có khoảng 25 triệu lượt người đi nước ngoài bằng đường hàng không. Thì chúng tôi nghĩ đánh giá đây là một cái thị trường khá là lớn với dung lượng 25 triệu người và cái thu nhập đầu người của Hồng Kông khá là cao. Thì chúng tôi cũng xác định đây là một thị trường rất là tiềm năng. Và thêm nữa thì là khoảng cách giữa Hồng Kông và Việt Nam là rất là gần, chỉ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng bay. Thì người dân và đại lý của các đại lý du lịch của Hồng Kông ấy thì mọi người đều đánh giá thị trường Việt Nam rất là tiềm năng. Với chính sách e-visa mới, lượng khách từ Hồng Kông đến Việt Nam sẽ dần hồi phục trong những năm tới. Ngoài ra, Việt Nam liên tục làm mới các điểm đến du lịch. Đây cũng là lần đầu tiên Caravan Sài Gòn tham dự quảng bá tại hội chợ ITA và chúng tôi cũng mong muốn mang đến hình ảnh của Việt Nam, của thành phố Hồ Chí Minh cũng như Caravan Sài Gòn đến gần hơn với lại bạn bè trên thế giới và cũng là cơ hội để học tập trao đổi cùng với các anh chị ở trong cùng ngành trên toàn thế giới đến tại hội chợ lần này. Tôi có thêm rất nhiều thông tin về chính sách e-visa và các điểm tham quan ẩm thực Việt Nam cũng như cách di chuyển bằng đường hàng không ra sao khi đến tham quan hội chợ du lịch lần này. Các cuốn cẩm nang du lịch được phát tại hội chợ thực sự rất hữu ích cho các du khách. Các đơn vị tham gia triển lãm đã mang đến những sản phẩm du lịch mới nhất nhằm quảng bá lợi thế địa phương như du lịch bền vững, du lịch nghiên cứu, du lịch băng tuyết. Hơn 500 đơn vị tham gia đến từ hơn 60 quốc gia và khu vực đã tích cực phát huy nét đặc sắc riêng, khám phá các mô hình phát triển du lịch mới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Hồng Kông 2024. Theo đơn vị tổ chức, khoảng 80% đơn vị tham gia triển lãm lần này là đến từ nước ngoài, dự kiến sẽ thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan. Thưa quý vị, với hơn 240 dự án có tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam hiện là một trong 3 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Lào. Hiệu quả của những dự án này đã đóng góp cho sự phát triển của địa phương, được lãnh đạo và người dân Lào ghi nhận và đánh giá cao. Đây chỉ là một trong rất nhiều khu nhà tập thể được doanh nghiệp Việt Nam này xây dựng tại Lào, được phân bổ đều trong khắp khu vực dự án nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của người lao động. Các khu nhà này gồm nhiều căn hộ khép kín, có đầy đủ các tiện ích và đồ dùng thiết yếu. Đặc biệt, lao động ở tại đây còn được miễn phí tiền nhà, tiền sử dụng điện nước và được hỗ trợ nhiều thứ khác. Điều không chỉ giúp họ an tâm làm việc mà còn muốn gắn bó lâu dài với công ty. Tổng thu nhập lương hàng tháng của hai vợ chồng tôi được khoảng trên 10 triệu kíp, tức là gần 12 triệu đồng.
Không những vậy, chúng tôi được công ty cung cấp nhà ở với đầy đủ mọi vật dụng thiết yếu, sống rất thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi còn được khám sức khỏe, được ký hợp đồng lao động và có hợp đồng bảo hiểm. Công ty có chính sách an sinh xã hội rất đầy đủ. Không những vậy, người lao động làm việc cho công ty còn được mua hàng tiện dụng hỗ trợ giá, được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ. Sekong và Atapu là những tỉnh vùng sâu, vùng xa và còn rất nhiều khó khăn của Lào. Vì vậy, những dự án như thế này cùng chính sách an sinh xã hội tốt đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người lao động Lào. Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tham gia hội chợ thương mại ẩm thực ASEAN 2024 tại Stockholm, Thụy Điển. Sự kiện do Ủy ban ASEAN tại Stockholm ACS chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại Thụy Điển gồm Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tại đây, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển đã mang đến hàng trăm sản phẩm hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, dệt may, mây che đan. Đặc biệt, hàng chục món ăn truyền thống của Việt Nam như nem, bánh mì, bánh cuốn, bánh giò, bún trộn, cà phê sữa đá, trà chanh đã được giới thiệu và gây được ấn tượng tốt với công chúng Thụy Điển. Hội chợ không chỉ là dịp để quảng bá các sản phẩm hàng hóa Việt Nam mà còn là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam truyền thông tin về tiềm năng của đất nước ta trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, hậu cần logistics, nông nghiệp công nghệ cao, thủy hải sản, du lịch dịch vụ. Đồng thời, sự kiện này sẽ góp phần đưa các thương hiệu hàng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Hội chợ đã trở thành sự kiện quan trọng, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế và Thụy Điển. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Vừa qua, như một điểm hẹn được tổ chức hàng năm giữa quảng trường Monge ở quận 5 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Ngày hội ẩm thực và văn học Việt Nam với tên gọi ICE Việt Nam Festival lần thứ tư tiếp tục thu hút hàng nghìn du khách Pháp và quốc tế. Tại đây, ẩm thực cổ truyền của Việt Nam tại ngày hội vẫn tiếp tục duy trì được sức hấp dẫn qua nhiều năm tổ chức. Thực khách ở thủ đô Paris cùng khách quốc tế có cơ hội được trải nghiệm nhiều món ăn đặc sắc như bún chả cá, bánh cuốn thịt nướng, bún mọc phố cổ, bánh mì, gỏi cuốn, bánh xèo cùng nhiều món ăn hấp dẫn của các nhà hàng Việt tên tuổi khác trên địa bàn. Ngoài ra, thực khách cũng có cơ hội được thưởng thức nhiều loại thức uống giải khát đậm nét truyền thống của người Việt. Bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực không thể nào quên, ICE Việt Nam Festival lần thứ tư còn là điểm hẹn của những người viết sách và yêu sách, thuộc thế hệ con em người Việt thứ hai và thứ ba. Dù chỉ diễn ra trong thời gian một ngày, ICE Việt Nam Festival đã khơi dậy một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Việt Nam được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ tại Pháp. Ngày hội nhằm tôn vinh sự đa dạng phong phú, độc đáo của văn học và ẩm thực Việt Nam với hàng chục gian hàng mang tới những trải nghiệm hấp dẫn cùng những món ăn truyền thống của Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua trong khuôn khổ hoạt động của chương trình Nâng cao nghiệp vụ truyền thông 2024 TTSV Film, sinh viên Việt Nam tại Nga có dịp gặp gỡ nhà báo Thu Hà, trưởng đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Nga. Tại đây, các sinh viên có cơ hội được giao lưu, học tập, tiếp cận, rèn luyện nghiệp vụ báo chí với các diễn giả là các nhà báo, phóng viên, qua đó tích lũy cho mình kiến thức, kinh nghiệm trong hành trình kiến tạo tương lai, kiến tạo sự nghiệp. Trong buổi talk show này, dưới vai trò là diễn giả khách mời chương trình, trưởng đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Nga đã có dịp được chia sẻ và trao đổi với các bạn trẻ về kỹ năng và những lưu ý trong quá trình phỏng vấn. Chương trình đã hoàn thành tốt vai trò của mình, mang sứ mệnh kết nối các sinh viên có chung niềm đam mê báo chí để cùng học tập, chia sẻ kiến thức với nhau. Qua đây cho thấy sự năng động, sáng tạo ngày càng phát triển trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga nói riêng, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài nói chung. Đây sẽ là tiền đề để Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga ngày càng phát triển và tạo ra nhiều chương trình bổ ích, đa dạng lĩnh vực hơn nữa trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.